tuổi Hợi hợp tuổi nào trong hôn nhân làm ăn để cả đời may mắn, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn đời. Quý vị thân mến, việc xem tuổi làm ăn hay là tuổi vợ chồng kết hôn từ lâu đã được rất nhiều người quan tâm, với mong muốn là sẽ chọn được cái tuổi hợp với mình, mang lại cái sự thịnh vượng, sự may mắn trong công việc, cũng như là may mắn trong chuyện vợ chồng được hạnh phúc trăm năm. Trong đó, mệnh được quan tâm nhất trong cái việc xem tuổi hợp tác làm ăn, bởi nếu như cung mệnh của hai người mà tốt thì thiên can địa chi lại không bị xung khắc, thì họ vẫn có thể cùng hợp tác kinh doanh làm ăn được. Việc xem tuổi hợp hay là thời vận làm ăn là rất là cần thiết, bởi nếu mà chọn được đối tác có tuổi hợp làm ăn thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, nếu mà đối tác không hợp tuổi hay là bị phạm vào cái cục diện tứ hành xung xung khắc thì sẽ mang đến cái sự thất bại, khó khăn trong chuyện kinh doanh làm ăn và dễ dẫn đến tình trạng là tán gia bại sản. Vậy thì những người tuổi Hợi hợp tuổi nào trong hôn nhân làm ăn để cả đời được may mắn, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tứ Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị đã biết ấy, tuổi Hợi bao gồm có 5 tuổi đúng không ạ? Ất Hợi là 1995, Đinh Hợi là 1947, Kỷ Hợi là 1959, Tân Hợi là 1971 và Quý Hợi là 1983. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi hay còn gọi là tuổi con lợn ấy, là con giáp cuối cùng trong 12 con giáp. Đây là những người mà giàu lòng nhân ái, luôn có cái tình yêu thương mọi người. Họ sống rất tự do và rất hào phóng. Họ sẽ luôn nhận được cái sự yêu thương từ những người xung quanh. Nhờ vào cái kỹ năng và cái sự siêng năng của những người tuổi Hợi ấy, nên là sẽ sớm kiến thiết xây dựng được một cái phong cách vững chãi và không thay đổi. Vậy nên, những người tuổi Hợi sẽ kết hợp với tuổi nào sẽ được may mắn và hạnh phúc trọn đời? Thì chúng ta sẽ cùng xét từng tuổi mà những người tuổi Hợi sẽ kết hợp, đúng không ạ? Từ tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và tuổi Hợi. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý. Hợi và Tý, đúng không ạ? Quý vị thân mến, trong kinh doanh làm ăn hay chọn tuổi kết hôn thì tuổi Tý và tuổi Hợi cũng khá hợp nhau, có thể kết giao làm ăn với nhau, đúng không ạ? Tý thủy, Hợi thủy, vậy nên là hai thủy nó bình hòa. Hơn nữa là âm thủy và dương thủy, vậy nên là hai cái người này âm dương hòa hợp, kết hợp với nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời. Người tuổi Hợi thì luôn có vận khí cao hơn những người tuổi khác, đúng không ạ? Người tuổi Tý có thể dựa vào mà thu lợi. Cũng bởi vậy mà những người tuổi Hợi lại gặp nhiều cái may mắn mang về cho mình. Tuy nhiên, Tý và Hợi là hai người này phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục cái mối quan hệ. Những người tuổi Tý là những người nhanh nhẹn và thiên hướng về kiếm tiền tốt, biết cách tận dụng người khác để giúp cho cái công việc của mình, đúng không ạ? Còn những người tuổi Hợi thì yêu cái sự giàu có, nhưng mà trong mắt của những người tuổi Tý thì những người tuổi Hợi hơi lười so với những gì mà những gia chủ tuổi Tý mong đợi. Cái điều này sẽ khiến cho những người tuổi Tý thỉnh thoảng nặng lời với những người tuổi Hợi. Mặt khác, do những người tuổi Hợi khá là gì kiên định với cái lập trường của mình, khi đưa ra những quyết định thì khó lòng mà thay đổi được. Tính cách của hai người này thì có hai mặt đối lập với nhau đối với mối quan hệ của hai con giáp này. Nó phụ thuộc vào cái hành động mà những người tuổi Hợi làm có trùng khớp với những gì mà tuổi Tý mong muốn hay không. Đó. Vậy nên khi mà hai con giáp này kết hợp với nhau mà biết dĩ hòa vi quý thì cái cuộc làm ăn kinh doanh cũng như là cái chọn tuổi kết hôn, hôn nhân thì sẽ là mang lại cái may mắn, cái hạnh phúc và sẽ giúp cho hai người được giàu sang phú quý. Vậy nên những người tuổi Tý và những người tuổi Hợi khi kết hợp với nhau ấy, để được may mắn hanh thông hơn trong công việc cũng như là trong cái chuyện làm ăn kinh doanh, thì những người tuổi Tý và những người tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Hợi thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Còn những người tuổi Tý sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để giúp cho vận trình hợp tác được thuận lợi và hanh thông. Cái vòng tam hợp được làm từ ba hạt đá mã não, có khắc hình linh vật tam hợp theo tuổi. Ví dụ của những người tuổi Tý sẽ là Thân Tý Thìn, của những người tuổi Hợi sẽ là Hợi Mão Mùi, của những người tuổi Sửu sẽ là Tỵ Dậu Sửu và của những người tuổi Dần sẽ là Dần Ngọ Tuất, vân vân. Đó. Với cái sự kết hợp, với cái sự mang theo cái vòng tam hợp quý nhân với mình thì sẽ là quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mà lúc gặp khó khăn, đặc biệt là trong cái chuyện mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng hoặc là mâu thuẫn giữa các cặp đôi đang yêu đương nhau. Và để kích hoạt cái nhân duyên vợ chồng thì những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân này. Đấy. Khi được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ thì cái mối quan hệ nó ngày càng được mở rộng, trong chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn thì lại càng có lợi. Đó. Bên cạnh đó thì khi được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì cái công việc nó đang còn dở dang nó cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ và nó hoàn thành sớm hơn dự kiến. Những cái khúc mắc, những cái trắc trở trong công việc cũng được quý nhân kịp thời giúp đỡ.
Vậy nên những người tuổi Hợi và những người tuổi Tý hãy sử dụng một vòng tam hợp quý nhân để trợ mệnh hộ thân, giúp may mắn trong công việc hợp tác làm ăn cũng như là giúp hòa hợp trong chuyện là vợ chồng, con gái. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp này. Vòng này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm năm sinh cũng như là giờ sinh khi mà thỉnh vòng để được khai quang chỉ chú theo đúng tuổi của mình. Đó. Đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Hợi. Tiếp theo tuổi thứ hai tôi xét đó là những người tuổi Sửu. Những người tuổi Hợi và những người tuổi Sửu thì kết hợp với nhau có hợp hay không? Quý vị thân mến, theo tử vi của 12 con giáp ấy, thì tuổi Sửu và tuổi Hợi chỉ xảy ra xích mích nếu như mà cả hai đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thì thích làm theo cách của bản thân, còn tuổi Sửu lại rất khó để biến hóa cái dự tính khi đã có niềm tin của mình. Tuổi Sửu nếu mà kết hợp với những người tuổi Hợi sẽ khá là hợp tác ăn ý, đặc biệt là khi họ là một cặp đôi uyên ương kết hợp thành vợ thành chồng, họ hoàn toàn có thể ở bên nhau cả ngày quấn quýt lẫn nhau với những cái hoạt động giải trí thường ngày, cùng ẩm thực ăn uống hoặc là tận hưởng cái đời sống của mình vân vân. Họ không phải là vì họ lười biếng mà là họ rất hợp nhau trên những khoản trên. Tuổi Sửu là những người sống trong thực tiễn tráng lệ, còn những người tuổi Hợi luôn đặt ra những cái niềm tin cho mình đó. Những người tuổi Sửu sẽ luôn luôn có xu thế tạo cho cái ngôi nhà của mình cái không khí là giải hòa và yên tĩnh. Đó là cái điều mà những người tuổi Hợi mong đợi. Bên cạnh đó, tuổi Sửu lại thường là những người ngại ngùng nhút nhát. Vì vậy mà những người tuổi Hợi sẽ tìm cách kéo tuổi Sửu đi cùng mình trong cuộc cuộc vui, để những người tuổi Sửu sẽ mở rộng cái mối quan hệ của mình lên. Tuổi Sửu rất vui khi mà được ở chung nhà với những người tuổi Hợi, bởi vì những người tuổi Sửu ấy thì thích quanh quẩn ở nhà hơn là những hoạt động giải trí xã hội thường ngày. Vậy nên những người tuổi Sửu và những người tuổi Hợi mà kết hợp với nhau là một cặp đôi cũng khá là hoàn hảo đó. Nhưng mà quý vị lưu ý một điều đúng không ạ, Sửu thổ và Hợi thủy, thổ thủy là tương khắc, vậy nên là khi kết hợp làm ăn với nhau ấy, thì cũng phải nhường nhịn. Đấy, nếu mà những người chủ lực là những người tuổi Sửu thì những người làm chủ là những người tuổi Sửu, hoặc là những người chồng là những người tuổi Sửu thì sẽ có lợi cho cả hai, nó sẽ giúp gì những người tuổi Hợi đi lên được. Còn nếu trong trường hợp những người tuổi Hợi là những người cầm trịch thì sẽ rất nguy hiểm, vì là gì, tuổi Sửu là bị khắc và rất khó bảo. Vậy nên trong cuộc kết hợp này thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để cho được gì thuận lợi và may mắn hơn trong chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn, cũng như là mang lại nhiều cái cát lành trong chuyện vợ chồng, giúp cho vợ chồng hòa hợp, mang lại cái thuận buồm, mang lại cho công việc những cái thuận buồm xuôi gió. Đó là những người tuổi Sửu với tuổi Hợi. Tiếp theo chúng ta xét tuổi thứ ba là những người tuổi Dần. Dần và Hợi được cục diện là nhị hợp. Đấy, cái cục diện nhị hợp hay là lục hợp, nó chỉ 6 cặp đôi con giáp nhị hợp với nhau tạo thành cặp lục hợp, hay hiểu một cách đơn giản là có 6 cặp đôi tương hợp với nhau, tương sinh cho nhau, được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp. Là các cặp này ấy, nếu mà khi mà kết hợp với nhau ấy, thì sẽ tạo nên cái sự may mắn, tạo nên sự hạnh phúc cho nhau. Vậy nên tuổi Dần mà lấy tuổi Hợi là một trong những cái kết cục ấy là hết sức là tốt đẹp. Vì thế nên là những người tuổi Dần và những người tuổi Hợi lấy nhau là hoàn toàn là, hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau ấy, thì sẽ mang lại cho nhau cái sự thuận lợi, mang lại cho nhau cái sự viên mãn đó. Và Dần và Hợi kết hợp với nhau ấy, thì bên cạnh đó Dần và Hợi thì cũng là cái cục diện tương phá. Vậy nên là khi kết hợp với nhau ấy, nó khó tránh khỏi những cái xung khắc, những cái xung đột. Vì thế mà những người tuổi Dần ấy, hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Trong trường hợp không phải kết hợp với những người tuổi Hợi mà với những tuổi khác thì cũng sẽ mang lại cái may mắn được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc hanh thông thuận lợi. Đặc biệt là trong chuyện vợ chồng thì những người tuổi Dần là những người khá là nóng tính và bảo thủ với cái hạnh phúc của mình. Vì thế nên là vợ chồng rất hay xảy ra những cái chuyện tranh cãi. Vậy nên là những người tuổi Dần ấy, hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, nên là quý vị hãy để lại họ tên và ngày tháng năm sinh bằng cách gọi điện đến số 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Tiếp theo tuổi thứ tư mà chúng ta xét đó là những người tuổi Mão. Mão và Hợi là được cái bộ bán tam hợp là Hợi Mão Mùi. Đó, đấy cục diện tam hợp, người ta gọi là tam hợp cục. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì khoảng cách giữa 3 năm tam hợp đó là gì? 4 năm. Đó. Những con giáp mà thuộc cặp tam hợp khi mà nằm trong cái mối quan hệ làm ăn vợ chồng hoặc là sinh con đẻ cái thì thường suôn sẻ và hanh thông, là những người có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp đỡ lẫn nhau để dễ dàng tiến tới cái thành công hơn. Vậy nên là tuổi Hợi và tuổi Mão kết hợp với nhau là một cặp đôi ăn ý, nó sẽ thúc đẩy cái vận trình của nhau lên.
Nhưng mà tuổi Hợi và tuổi Mão kết hợp với nhau chỉ được cái bụng bán tam hợp, đúng không ạ? Vậy nên trong trường hợp này thì những người tuổi Mão hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để hoàn thiện được cái bộ tam hợp quý nhân. Đấy, được quý nhân tam hợp nó trợ giúp, nó trợ lực sẽ giúp cho mình may mắn và hành thông hơn trong mọi việc. Đấy, vợ chồng thì hòa thuận, đấy, công việc thì luôn được gì? Luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ và hóa giải những cái thị phi, hóa giải những cái xung khắc. Đấy, từ đó công việc sẽ được hành thông thuận lợi và tiền tài nó sẽ đến nhiều hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ 5 là những người tuổi Thìn. Hợi và Thìn kết hợp với nhau liệu có tốt hay không? À, thưa quý vị, theo tử vi của 12 con giáp cho hay cái cặp đôi con giáp tuổi Thìn và tuổi Hợi là những cặp người bạn, người tình tuyệt vời. Đấy, tuổi Thìn thì là những người dũng mãnh và thích cái sự độc lập và tin vào cái tình yêu của mình. Còn những người tuổi Hợi lại rất nhẹ nhàng và sống tình cảm. À, với những người tuổi Hợi thì chẳng có gì quan trọng hơn là một mái ấm gia đình hạnh phúc và những người bạn hữu tốt ở quanh mình. Người tuổi Hợi rất biết chăm sóc đến cái chuyện nhà cửa và cái chuyện tình cảm và những cái việc làm để được gì, để được gia đình yên ấm. Mặc dù là những người tuổi Thìn không hứng thú lắm với cái việc là quanh quẩn ở bên cái mái ấm gia đình, nhưng mà hai con giáp này thì biết tạo ra cái sức hút để luôn quấn quýt lấy nhau. Vậy nên những người tuổi Thìn và những người tuổi Hợi cũng là hai con giáp cũng khá là hợp nhau. Đấy. Và để tăng cường cái vận may cho mình, về tăng cường cái sự hợp tác kinh doanh làm ăn để có lợi, thì những người tuổi Thìn cũng hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để giúp cho cái vận trình tam hợp nó được thuận lợi hơn. Bởi cái người tuổi Thìn là ngoại thuộc thổ đó, họ là thủy, thổ thủy là tương khắc, vậy nên là sẽ phải sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Tương tự thì những người tuổi Hợi cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Đấy, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. À, tiếp theo tuổi thứ 6 ta xét đó là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tỵ và Hợi dần thân Tỵ Hợi tứ hành xung. À, người tuổi Tỵ và những người tuổi Hợi lâm vào cái cục diện là tứ hành xung. À, tứ hành xung chính là bốn con giáp có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách, về quan điểm và về phong cách sống. Cái điều này nó được thể hiện qua những cái lần khắc khẩu, cãi vã, tranh cãi và những cái lần tranh luận không có hồi kết. Đấy, và nó sẽ tạo ra những cái bất đồng quan điểm từ cái cuộc sống đến cái xã hội. Vậy nên là cặp đôi Tỵ và Hợi thì được khuyên là không nên kết hợp với nhau trong chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn, cũng như là để kết đôi thành vợ chồng. Trong trường hợp mà quý vị mà lỡ kết duyên với nhau rồi mà gặp cục diện xung khắc này, thì những người tuổi Tỵ và những người tuổi Hợi ấy sẽ kết hợp thêm, chọn thêm tuổi thứ ba để được may mắn, đúng không? Ví dụ những người tuổi Hợi có thể chọn thêm người tuổi Dần. Đấy, tức là Dần và Hợi là hợp thì sẽ không xung với Tỵ nữa. Hoặc là Tỵ sẽ chọn Thân, Thân và Tỵ là hợp sẽ không xung với Hợi nữa. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể lựa chọn một cái cách khác, đó là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Hợi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn với những người tuổi Tỵ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xíu. Đó, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mang lại cái vận may cho mình trong công việc cũng như là gì, trong đời sống hôn nhân. Và nó sẽ hóa giải cái cặp đôi xung khắc này, giúp cho cuộc sống nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Đó là những người tuổi Tỵ, con giáp thứ 6. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ 7 là những người tuổi Ngọ. À, quý vị thân mến, Hợi gặp Ngọ thì nó rơi vào đất tứ tuyệt. Tức là có 4 cặp tuổi trong 12 con giáp khi gặp nhau sẽ kìm hãm cái sự phát triển của đối phương. À, cuộc sống sẽ gặp nhiều cái khó khăn, bệnh tật. Đấy. Tức là cái tài vận thì kém phát triển, tình duyên thì lận đận, thậm chí là gì? Có thể xung khắc nhau, dẫn đến là gì? Tuyệt mạng. À, vì cái tứ tuyệt nó thường mang nhiều cái vận xui, nên là các cặp tuổi này thì thường người ta thường tránh trong chuyện kết hợp làm ăn hoặc là cái chuyện là kết hôn sinh con đẻ cái để tránh những cái xung khắc, tránh những cái điểm xấu đó. Vậy nên là những người tuổi Ngọ và những người tuổi Hợi thì cũng không nên đến với nhau đó. Trong trường hợp mà những người tuổi Ngọ và những người tuổi Hợi mà đã kết hợp làm ăn với nhau rồi mà xảy ra những chuyện xung khắc hoặc là gì, kết hợp thành vợ thành chồng mà xảy ra những chuyện tan vỡ hoặc là cãi vã nhau, dẫn đến là hai người khó có thể là nhìn vào nhau được, thì quý vị hãy chọn gì, người tuổi Ngọ sẽ chọn người tuổi Mùi, thêm chọn thêm một tuổi thứ ba, là ví dụ đẻ con lấy nhau thì đẻ con tuổi Mùi hoặc là tuổi Dần để hóa giải. Hoặc là gì, quý vị cũng thể là những người tuổi Hợi, tại vì sao Ngọ Mùi là hợp, đúng không, thì sẽ không tuyệt Ngọ nữa, mà Hợi và Mùi là bán tam hợp sẽ không gì, cũng không tuyệt Ngọ nữa. Bên cạnh đó thì quý vị cũng thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi với những người tuổi Hợi, và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất với những người tuổi Ngọ, đúng không? Thì khi đó được Dần Hợi là hợp thì sẽ không xung Ngọ nữa, và Ngọ Mùi hợp thì sẽ không tuyệt Hợi nữa. Đó. Đó là cái cặp Ngọ và Hợi. Tốt nhất là gì? Khi mà kết hợp với nhau làm ăn ấy thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, kẻo gì lại xảy ra những chuyện tan vỡ.
Và tuổi tiếp theo chúng ta xét đó là những người tuổi Mùi, tuổi thứ 8. Tuổi Mùi mà kết hợp với tuổi Hợi thì được bộ tam hợp là Hợi Mão Mùi. Như quý vị đã biết ấy, nếu mà lấy nhau được rơi vào cái bộ tam hợp này thì nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái thuận lợi. Đặc biệt như mà là có một cái video tôi đã chia sẻ về các cặp tuổi tam hợp với nhau ấy, thì lại chọn được cái thời điểm hóa khí ngũ phúc nữa thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Đúng không? Những con giáp tam hợp này thì thuộc trong cái mối quan hệ làm ăn hợp tác vợ chồng hoặc là sinh con đẻ cái thì mọi việc cũng sẽ được hanh thông suôn sẻ, là những người cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp đỡ lẫn nhau dễ dàng đi đến cái thành công hơn. Đấy. Vậy nên những người tuổi Hợi mà kết hợp với những người tuổi Mùi là một cái sự kết hợp rất là tốt. Đó, quý vị nên chọn những người tuổi Mùi, đặc biệt là 83 và 91 chẳng hạn đó. Và trong trường hợp mà hai người này kết hợp với nhau thì nó mới được thuộc diện là bán tam hợp. Và để được chọn bộ tam hợp Hợi Mão Mùi nó trợ phần hộ thân thì những người tuổi Hợi và những người tuổi Mùi hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình công việc được hanh thông và thuận lợi hơn. Nó mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho cả hai người. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Đó là con giáp thứ 8. Tiếp theo là tuổi thứ 9 là tuổi Thân. Thì những người tuổi Hợi kết hợp với những người tuổi Thân ấy đấy, thì gặp cục diện là gì? Là lục hại. Lục hại. Người xưa quan niệm rằng hôn nhân thuộc lục hại thì sẽ khó có thể được bền vững. Vợ chồng thì thường xuyên xảy ra những chuyện cãi cọ, gia đình thì lục đục, con cái thì hư hỏng. Thậm chí trường hợp nặng còn dẫn đến chuyện hợp tác kinh doanh làm ăn ấy, thì dễ dàng thất bát, làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản, hoặc là gì, dẫn tình trạng là sát hại lẫn nhau. Vậy nên là cặp đôi này thì cũng khuyên là không nên đến với nhau. Đó. Trong trường hợp mà hai người mà lỡ đến với nhau rồi thì chúng ta sẽ chọn theo cái bộ tam hợp để hóa giải, đúng không ạ? Ví dụ những người tuổi Hợi thì sẽ sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi, còn những người tuổi Thân sẽ sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân là Thân Tí Thìn để hóa giải cái cục diện tam hợp này. Đấy. Bằng cách là quý vị sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Đó là những người tuổi tuổi Thân. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Hợi và những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, theo lá số tử vi ấy, thì những người tuổi Dậu và những người tuổi Hợi được xem là khá là hợp nhau. Đó. Dậu Kim sinh cho Hợi Thủy. Tuy đặc trưng và tính cách của hai con giáp này dù không quá có nhiều điểm chung, nhưng mà giữa tuổi Dậu và tuổi Hợi cũng không có cái tồn tại tương khắc nào. Những người tuổi Dậu thường có cái xu hướng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của cá nhân. Đấy. Lòng trắc ẩn sâu sắc của những người tuổi Hợi là chìa khóa để cho những người tuổi Dậu mở lòng mình ra, chia sẻ về những cái vất vả, những cái đắng cay đằng sau những cuộc sống xã hội được cho là hoàn hảo của mình. Đấy. Ngược lại thì khi ở bên cạnh những người tuổi Dậu thì những người tuổi Hợi sẽ cảm thấy là được cái giá trị của lối sống và những nguyên tắc cũng như là kỷ luật. Điều này sẽ giúp họ rất nhiều trong cái việc đặt ra cái ranh giới của bản thân và học hỏi được nhiều điều hơn khi mà cần thiết. Vậy nên những người tuổi Dậu và những người tuổi Hợi là một trong cái cặp đôi kết hợp với nhau khá là ăn ý. Và để mang thêm cái may mắn, mang thêm cái tài lộc cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu nhé. Tiếp theo tuổi thứ 11 mà chúng ta xét đó là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, may mắn là những người tuổi Tuất và những người tuổi Hợi lại khá hợp nhau. Đấy. Khá nhạy bén và tinh tế nên là những người tuổi Hợi để những người tuổi Tuất hài lòng. Bởi vậy, cái chuyện này không gây nhiều cái phiền phức tới cái mối quan hệ của hai người. Những người tuổi Hợi thì đôi lúc để cho những người tuổi Tuất lấn tới, nhưng mà những người tuổi Tuất thì lại không hề như vậy, bởi vì con giáp này khá là trung thực và thẳng thắn. Theo tử vi 12 con giáp thì cho hay khi mà làm một cặp uyên ương hoặc là kết hợp làm ăn với nhau ấy, thì các cặp đôi này và tuổi Tuất và tuổi Hợi sẽ phối hợp rất ăn ý với nhau. Vì thế mà gì, hai tuổi này kết hợp với nhau thì khá là tốt đó, và mang lại nhiều cái may mắn và cái hanh thông cho công việc. Những người tuổi Tuất thì cũng là tuất thổ khắc Hợi Thủy. Bên cạnh đó thì nếu mà những người tuổi Hợi mà biết nhẫn nhịn một chút với những người tuổi Tuất thì sẽ tạo thành cục diện là ăn ý, đúng không ạ? Trong trường hợp này thì quý vị, những người tuổi Tuất hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngũ thân, để hóa giải những xung khắc do cái ngũ hành nó mang lại và giúp cho cái việc hợp tác giữa hai người nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó là con giáp thứ 11. Và cuối cùng con giáp thứ 12 đó là tuổi Hợi kết hợp với tuổi Hợi. Thì các cụ vẫn nói là gì, cùng tuổi lấy vợ cùng tuổi, lấy chồng cùng tuổi thì nằm rưỡi mà ăn, kết hợp cùng tuổi cũng nằm rưỡi mà ăn. Nhưng mà khi mà kết hợp tuổi Hợi mà lấy nhau ấy, hoặc kết hợp là ăn với nhau ấy, thì rưỡi thẳng cẳng luôn. Đó, vì sao? Vì là Hợi với Hợi là rơi vào cục diện là tự hình
Đó. Cái cục diện tự hình này thì như chung ấy, những cái người nào mà phạm vào cái cục diện tự hình này thì thường là thiếu cái tính tự chủ, không thể độc lập giải quyết các vấn đề của bản thân. Cái tính cách lúc này hai người mà kết hợp với nhau thì sẽ trở nên hấp tấp hơn, vội vàng hơn và cố chấp, nên là khó có thể kiềm chế được mình trước mọi cái tình huống. Chính vì cái lý do trên mà những người tuổi này thì thường khó khăn, gặp nhiều cái trắc trở và thậm chí là gì, tán gia bại sản khi mà kết hợp làm ăn với nhau. Vậy nên những người tuổi Hợi thì được khuyên là không nên kết hợp làm ăn kinh doanh hay là lấy nhau. Đó, đó là những người tuổi Hợi. Lấy những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Vậy thì trong 12 con giáp thì những người tuổi Hợi kết hợp với tuổi nào là tốt nhất? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta có thì Hợi Mão Mùi là tam hợp. Như vậy là gì? Kết hợp với tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Dần. Đây là ba con giáp may mắn nhất khi mà những người tuổi Hợi kết hợp với. Tiếp theo, những người mà tuyệt đối không nên kết hợp thì bao gồm tuổi Sau. Thì chúng ta có Tỵ và Hợi là xung đó. Tỵ và Hợi là xung thì con giáp này là tuyệt đối không kết hợp. Thứ hai là Tỵ và Ngọ là tuyệt, con giáp này cũng kia kỵ, đúng không ạ? Và Tỵ và Thân là độc hại, là con giáp thứ ba thì cũng không nên kết hợp. Và Hợi là tự hình, là con giáp thứ tư. Đó, đó là bốn con giáp mà những người tuổi Hợi không nên kết hợp khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh làm ăn. Thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều tuổi tốt nữa để cho những người tuổi Hợi lựa chọn. Đó là các tuổi Sau. Thứ nhất là tuổi Tý, đúng không ạ? Thứ hai là tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Thìn. Thứ tư là tuổi Dậu. Và thứ năm là tuổi Tuất. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi Hợi ấy, thì sẽ chọn được 8 tuổi trong 12 con giáp để kết hợp làm ăn kinh doanh. Thì hôm nay ấy, trong video ngày hôm nay tôi chỉ xét về địa chi Hợi nhé. Địa chi Hợi. Trong video sau thì tôi sẽ xét cả về thiên can địa chi để xem lấy những tuổi nào được lộc, lấy những tuổi nào được thần tài, lấy tuổi nào thì công việc hanh thông thuận lợi và lấy tuổi nào thì chúng ta sẽ được lộc trời cho và cái vận may nó sẽ kéo đến giúp chúng ta giàu sang phú quý. Thì quý vị sẽ theo dõi những video tiếp theo tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn những điều này đó. Quý vị thân mến, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Hợi thì hợp với ai, làm ăn với ai để được giàu sang phú quý, may mắn trọn đời. Đó. Kết hợp với ai thì để được cái cuộc sống hòa thuận, vợ chồng thì được êm ấm, gia đình thì hạnh phúc trọn đời. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái kiến thức này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị lựa chọn được ra những cái tuổi hợp với mình. Đấy, ông bà ta có nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy nên chọn được. Đấy. Khi mà biết chúng ta chọn được thì quý vị nên chọn. Còn chọn không được ấy, thì nó là tùy duyên. Đấy. Có đôi lúc biết mà không làm được, nhưng mà có đôi lúc ấy, biết thì chúng ta nên làm. Làm mà không được thì chúng ta đã biết là mình đã cố gắng rồi. Chứ mà chúng ta biết mà chúng ta không làm rồi sẽ có lúc chúng ta phải hối hận vì những cái chuyện mà mình không làm. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.